Bước chân vào đến cổng chùa rồi, bao nhiêu toan tính thảy buông rơi, để tâm thanh tịnh, thân thư thái, gương mặt tươi vui, miệng mỉm cười. Bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Nữ quái đi chùa. Hội xuân năm ấy, ngôi chùa thượng quê tôi cũng đông ngàn ngạt người. Không phải vì ngôi chùa từ lâu nổi tiếng linh thiêng, mà còn vì cảnh đẹp nữa. Hôm ấy tôi nhanh chân, lách qua dòng người từ trong chùa đổ ra, những mong tranh thủ đầu xuân vào lễ Phật để về sớm. Nhưng mà vừa đặt chân đến sân chùa, thì tôi gặp một sự cố tắc nghẽn. Trong đám đông ồn á đó, tôi bỗng gặp một cô gái ăn vận hở hang, đang biện lý với cả một thầy chùa. Hỏi ra thì tôi mới biết được rằng cô gái nó ăn mặc lố lăng đến chùa, dường như là mất vẻ tôn nghiêm của chốn thiền môn, nên nhà chùa cử người đến đưa cho cô gái chiếc áo dài tay của nhà chùa để khắc phục sự cố lố lăng hở hang. Nhưng mà cô gái này thì lại cự tuyệt, không mặc, rồi lại la lối trước đông người, nói những lời bất kính. Đến chùa để lễ, chứ đâu phải để xem mà các người vẽ sự vậy. Trước sự bất kính của cô gái nọ, chú tiểu thì vẫn điềm tĩnh, thuyết phục. Xin cô hãy mặc chiếc áo này vào, rồi hãy vô chùa hành lễ kẻo tổn phước. Cô gái ăn mặc hở hang, không những không hiểu được dụng ý tốt đẹp của nhà chùa, mà còn có ý nói sóc chú tiểu bất kính hơn nữa. Chú tiểu, chú xuất gia lâu chưa vậy? Mô Phật. Chú tiểu niệm danh hiệu Phật, rồi lại kiên nhẫn cầm chiếc áo đưa cho cô gái ấy. Xin cô hãy mặc chiếc áo này vào, kẻo tổn phước. Trước sự kiên nhẫn của chú tiểu, cô gái giật phắt chiếc áo trong tay chú tiểu, quay quay mấy vòng rồi vắt lên vai, sau đó nhìn chú tiểu cười bỡn cợt. Tôi biết chú tiểu còn non lắm, nhưng mà câu này chắc là chú hiểu đấy. Người tu Phật cốt ở tâm hay là ở hình tướng đây? Chú tiểu lại niệm danh hiệu Phật trả lời: Phật tại tâm. Cô gái ăn mặc hở hang kia lại bỡn cợt nói tiếp: Nếu mà Phật tại tâm thì sao chú lại chấp vào ăn vận bên ngoài của tôi? Thấy cô gái này tỏ vẻ hiểu biết đôi chút về giáo lý của Phật, chú tiểu lại thuần thành kiên nhẫn nói: Đúng à, Phật tại tâm, mọi thứ chỉ là phương tiện, nhưng mà để có tâm và đức sáng thì trước hết phương tiện và con người phải đúng nghi lễ cái đã. Cô vào chùa ăn vận hở hang như thế này, cứ lễ thì coi sao được. Không kiềm chế được lòng tự ngã trần thế vốn có của mình và ỷ vào một chút giáo lý học được, cô gái biện hộ một hồi rồi quyết định đòi gặp sư trụ trì cao nhất ở đây. Biết là gặp phải nữ quái rồi, chú tiểu liền nói ngay với cô: Được à, cô cứ chờ ở đây, tôi vào bạch đại đức xem sao. Một lát sau, chú tiểu trở lại nói với cô gái: Đại đức đồng ý, xin mời cô đi theo lối này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Đại đức ngồi trong tịnh thất nói vọng ra: Ai đó, xin mời vào. Vừa bước vô nhìn thấy đại đức với vẻ trang nghiêm đang chờ đợi, cô gái ăn vận hở hang vội bỏ chiếc áo màu lam nhà chùa đang vắt trên vai xuống nền tịnh thất rồi bạch: Thưa thầy, sớm nay con đến lễ chùa thì gặp chú tiểu ở đây gây khó dễ à? Mặc dù biết được sự việc bất thường do chú tiểu vừa kể lại, nhưng mà đại đức thì vẫn bình thản hỏi cô gái: Khó dễ là sao? Con nói ta nghe. Cô gái lại bạch: Thưa thầy, theo con hiểu, Phật tại tâm chứ đâu phải là hình tướng bên ngoài. Thế mà các chú tiểu ở ngoài kia cứ chấp vào ăn vận, bắt con phải mặc áo kín thân à? Nghe cô gái nói xong thì đại đức khẽ cười nói: Đúng, Phật tại tâm, không chấp vào hình tướng bên ngoài.
Ta biết con cũng am hiểu một chút giáo lý nên muốn thử ta chăng? Vậy con hãy nghe và trả lời ta nhé. Bọt nước có phải là nước không? Phải à? Lục căn thì có ứng với cả lục trần không? Ứng à? Con hiểu lục căn ứng với cả lục trần là như thế nào? Dạ, cái bên ngoài cũng tác động đến cái bên trong à? Chắc con nhớ câu cổ ngữ y phục xứng kỳ đức. Dạ. Cô gái cúi đầu im lặng. Vậy thì con ăn mặc hở hang lố lăng đi lễ chùa, không những tổn phước cho chính mình mà còn làm loạn động đến chốn thiền môn và ảnh hưởng đến người sơ tu, tức là người mới tu. Vậy chú tiểu và mọi người nói không đúng sao? Để biện minh cho tính bất cẩn của mình, nữ quái vừa cất mồm nói thêm câu Phật tại tâm, thì một tiếng hét bất ngờ vang động tịnh thất. Hãy thoát y ra trước đám đông thử coi. Sau lời nói và tiếng hét mầu nhiệm của đại đức, mọi người thấy cô gái nhẹ nhàng cầm chiếc áo của nhà chùa khoác vào tấm thân hở hang, quỳ mọp dưới chân của đại đức lại như tế sau và lặng lẽ cúi đầu rời khỏi tịnh thất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người đều bái phục trí tuệ khai đạo hy hữu của đại đức, bởi đã làm cho nữ quái hậm hĩnh kia ngộ ra được lý lẽ tối thiểu để làm người. Vào chùa xin nhớ người ơi, áo quần kín đáo chớ phơi ra nhiều. Vì sao phụ nữ phải ăn mặc kín đáo theo quan điểm của Đức Phật? Đầu tiên là ăn mặc kín đáo cho người. Phụ nữ ra đường ăn mặc thiếu tế nhị không chỉ khiến cho người xung quanh phản cảm mà còn gián tiếp gây ra nghiệp ác. Kẻ không có dã tâm nhìn thấy phô bày bèn nảy sinh tâm dâm dục. Người vốn không có chủ ý, thấy thiếu kín đáo thì bèn sinh ra chủ ý. Như vậy từ việc ăn mặc của cá nhân lại sinh ra ác nghiệp, hại mình rồi hại người. Tất nhiên không thể đổ lỗi cho hoàn toàn là người nữ giới được, nhưng mà tự chung lại vẫn không thoát khỏi trách nhiệm. Nghiệp ác thì vốn đang ngủ yên, vì ngoại vật là quần áo mà trỗi dậy, tạo nghiệp ác cho người lại liên lụy đến bản thân. Do đó Phật dạy về trang phục của nữ giới, lấy lịch sự trang nhã làm đầu. Ăn mặc kín đáo cho mình. Nếu mà chỉ vì người thì nhiều phụ nữ sẽ chẳng mấy bận tâm đâu. Nhưng mà nên nhớ ăn mặc kín đáo còn là để cho mình nữa. Đừng vì thiếu hiểu biết mà tạo nghiệp ác phải chịu quả báo. Ăn mặc phản cảm không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan, làm phương hại văn hóa, mà còn khơi dậy ác tâm, phương hại đạo đức. Đó chính là cách tạo ác nghiệp. Trang phục đoan chính là giúp người, cũng là giúp mình. Cha ông ta có câu y phục xứng kỳ đức quả thực không sai. Quý vị thân mến, đi lễ chùa là một nét đẹp trong văn hóa Á Đông và Việt Nam, cũng là đất nước như vậy. Mặc dù khi lên chùa không có quy định nào bắt người đi chùa phải ăn mặc ra sao, thế nhưng ai cũng hiểu rằng chùa là nơi thanh tịnh và khi đến đây nên ăn mặc lịch sự. Tuy nhiên có không ít cô gái vẫn hồn nhiên mặc váy ngắn trên gối, áo hở lưng tới chùa lễ Phật. Cách ăn mặc hớ hênh và có phần phản cảm đó khiến cho những người xung quanh bức xúc. Hay như câu chuyện về cách ăn mặc của các bạn trẻ khi đến chùa lại có những hình ảnh không đẹp. Như câu chuyện về hình ảnh của 6 cô gái được cộng đồng mạng chia sẻ. Người thì nhuộm tóc xanh đỏ, buộc chưa gọn gàng. Người thì mặc áo ba lỗ, hở cả rốn, nhưng mà vẫn thản nhiên vào chùa lễ Phật. Sự việc tiếp tục được dân mạng chú ý khi mà những cô gái này có những hành động thắp bó nhang siêu to khổng lồ. Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh trên đã gây rất nhiều tranh cãi, đa phần bày tỏ không chấp nhận được với cách ứng xử kém văn minh như vậy. Theo quan điểm của Phật giáo, đi chùa có 5 cái. Thứ nhất là lễ bái, thân, tâm, khẩu phải trang nghiêm. Thứ hai là cúng dường, mình bỏ tiền công đức giúp đỡ chùa. Vấn đề này tùy tâm, tùy hoàn cảnh, chứ không đánh giá cái tâm quá ít nhiều. Thứ ba là giác ngộ sám hối, hướng đến chân lý cơ bản. Thứ tư là cầu may, hiểu đơn giản là ngũ công đức mình cầu cho kiếp sau. Hình tướng đẹp,
giọng nói hay, nhiều của cải, sinh ra ở nơi cao sang và lúc mất được lên với trời. Thứ năm là du ngoạn, đến chùa để giải trí thanh tịnh, thoải mái tâm hồn. Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa thì ông cha ta thường ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, nghiêm túc khi đi lễ chùa. Trước đây thì đàn ông mặc áo the, khăn xếp, chân đi guốc mộc. Mấy chục năm trở lại đây thì họ mặc com lê, đeo cà vạt, chân mang giày. Phụ nữ mặc áo mớ ba mớ bảy, áo tứ thân hoặc áo dài, đầu đội khăn mỏ quả, tay cầm nón quai thao. Hình ảnh đó đến nay thì vẫn còn các trong lễ hội Lim ở Bắc Ninh. Từ những câu chuyện đáng buồn kể trên thì các bạn trẻ đi lễ chùa cần ăn mặc tươm tất hơn, gọn gàng hơn, lịch sự và tôn trọng người khác. Bạn trẻ nên mặc quần áo dài kín cổ, không mặc áo ngắn tay, sát nách, quần sóc, váy ngắn. Các bạn nên nhớ rằng chùa là nơi thanh tịnh, nên khi bước vào chùa, chúng ta cần nên có thân tâm khẩu trang nghiêm. Chạy sâu đi lễ thật nhiều chùa là do tâm tham lam và mê tín quá lớn chăng? Quý vị thân mến, đi lễ chùa đền phủ miếu đầu năm để cầu bình an vốn dĩ là một nét văn hóa hết sức đẹp đẽ của người Việt. Nét đẹp này từng được truyền từ đời này đến đời khác như một sự tiếp nối và gìn giữ văn hóa. Tuy nhiên, nét đẹp này đang dần mất đi đẹp khi mà người ta đổ xô đến các cơ sở thờ tự, không còn đơn thuần để vãn cảnh chùa, để du xuân, để cầu bình an, mà đôi khi chỉ vì phong trào, vì mê tín quá mức. Thậm chí có nhiều người còn cuồng tín tới mức đầu năm phải chạy xô đi lễ cho bằng được nhiều chùa, đền, miếu, phủ để có thật nhiều may mắn tài lộc. Chính những quan niệm này đã khiến cho nhiều cơ sở thờ tự bị quá tải trong những dịp đầu xuân. Cơ sở thờ tự nào càng nổi tiếng, người ta lại càng chen lấn xô đẩy dẫm đạp để đến lễ cho bằng được, và đi lễ đầu năm trở thành một cuộc đánh trận chen chúc với đúng nghĩa đen của từ này. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cho rằng hiện tượng người người nhà nhà đổ xô đi lễ đầu năm là vì hiểu sai ý nghĩa lẫn mục đích của việc đi chùa, lễ hội. Và vì hiểu sai nên họ mới đến chùa đền phủ miếu, không phải với tâm thế du xuân, ngoạn cảnh, mà với tâm thế tham lam, nhu cầu lợi ích bản thân. Việc nhiều người dân đổ xô đi lễ đầu năm gây nên những hình ảnh phản cảm, méo mó, biến tướng cho lễ hội. Tôi nghĩ nếu có lòng thành tâm, ăn ở có đức thì không phải đi cầu xin ở đâu hết. Và lúc đó nếu đi dự lễ hội sẽ cảm thấy được sự thoải mái, vui vẻ của lễ hội. Nếu mà có đi lễ chùa thì cũng mang cái tâm bình an, thanh thoát để cảm nhận được sự thanh tịnh của chốn thiền môn. Chuyện hàng nghìn người xô đẩy, dẫm đạp và tranh giành để cướp lộc tại một số lễ hội truyền thống cũng như đền, chùa, dịp đầu năm không phải là một câu chuyện quá mới. Sự việc này đã tồn tại rất nhiều năm, đặc biệt là khi niềm tin của con người đối với cả việc cướp lộc có quá nhiều vấn đề đáng bàn lại. Sự tồn tại của vấn nạn này ngày càng làm cho hình ảnh của lễ hội thêm phần xấu xí và chốn thiêng liêng đã không còn giữ được tính thiêng của mình. Mới đây người ta lại truyền nhau hình ảnh cướp lộc đầy xấu xí ở một vài lễ hội phía Bắc, kèm theo đó là rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần là lên án. Nên nhìn nhận sự việc này như thế nào và liệu có cách khắc phục không đây? Đại Đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Một Cột Hà Nội khẳng định rằng quan niệm cướp được nhiều lộc sẽ được nhiều may mắn là một quan niệm sai lầm, bởi lộc ở đây chỉ mang ý nghĩa tinh thần chứ không phải là mang ý nghĩa vật chất. Người xưa đến chùa lễ Phật xin một tí lộc, có thể là một nắm oản, có thể là một bông hoa và có thể là một cái quả, mang về nhà với mong muốn được Phật Thánh gia hộ cho một năm may mắn. Và tất nhiên trước khi xin lộc, họ chắp tay thành kính trước ban Phật Thánh để xin. Thậm chí nhiều người họ còn phải xin ý kiến của sư trụ trì và được sư trụ trì đồng ý mới dám mang về, chứ không có chuyện cướp bóc giành giật. Tôi cho rằng hành động đổ xô cướp lộc tại chốn thiêng là một hành động phản cảm. Hành động đó đi trái ngược với tinh thần Phật giáo. Đã cướp có nghĩa là phải rất hung hãn manh động, mà như thế thì đâu gọi là đi lễ nữa. Đó là hành động gây mất trật tự, gây ảnh hưởng đến văn hóa.
Luật nhân quả của nhà Phật dạy con người ta rằng ai sống thiện, ai làm được nhiều việc lành, ắt sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Còn một khi đã mang tâm cướp bóc giành giật đến trước cửa chùa thì chưa chắc đã nhận được nhiều may mắn, mà thậm chí có khi còn tạo thêm nghiệp. Đại đức Thích Tâm Kiên nói. Đại đức Thích Tâm Kiên còn kể, vào đêm giao thừa hàng năm thì chùa Một Cột đón rất nhiều người dân đến lễ Phật cầu an. Trong khuôn viên của chùa có hai cây táo khá nhiều quả. Nhiều năm trước, người dân đến lễ thì thường tự ý bẻ táo bẻ cành, gọi là xin lộc để mang về nhà, gây nên tình trạng lộn xộn. Thậm chí nhiều người còn bị gai táo đâm vào tay chảy máu. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, cứ chiều 30, nhà chùa sẽ cắt cành táo, chia nhỏ ra từng nhánh nhỏ bằng bàn tay, gồm cả quả lẫn lá để phát cho các Phật tử, thì hiện tượng đổ xô bẻ lộc cành đã giảm hẳn đi. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam cho rằng, việc xô đẩy tranh giành dẫm đạp để cướp lộc ở các chùa là hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Phật giáo. Chỉ riêng việc đi lễ chùa mà mang ý niệm tranh cướp là đã xấu rồi, dù là cướp lộc. Và càng cố tình xô đẩy tranh giành chen lấn để cướp cho mình được thật nhiều lộc là lại càng xấu và trái với cả tinh thần của Phật giáo nữa. Thanh niên dẫm đạp lên cụ già trẻ em phụ nữ để cướp lộc, người làng nọ thì tranh giành với cả người làng kia, tất cả đều không tốt đẹp một chút nào cả. Ông Trần Đình Sơn nói, sở dĩ có niềm tin càng cướp được nhiều lộc thì càng may mắn, đó là do tín ngưỡng của dân gian. Có một số lễ hội tuyên truyền về chuyện cướp lộc để thu hút người dân đến với cả lễ hội đền phủ đó đông hơn. Người dân của mình đa phần thì không chịu tìm hiểu hoặc là không có điều kiện để tìm hiểu, nên khi nghe tuyên truyền họ liền tin theo. Bởi vậy mới tồn tại một vấn nạn, một tập tục không hề đẹp một chút nào cả. Không thể gọi việc đổ xô đi cướp lộc tại chốn thiêng là nét văn hóa được. Nhà chùa hoặc ngôi đền nào mà tuyên truyền như vậy cũng là đi ngược với tinh thần của Phật Thánh. Bởi Phật Thánh khuyên con người phải sống rộng rãi, từ bi, khiêm nhường, đem những cái của mình chia sẻ với người, chứ không phải là chiếm hữu riêng cho mình. Ông nhấn mạnh thêm, lộc có được do tranh nhau, đánh nhau vỡ đầu, rách quần, rách áo thì lấy đâu còn thiêng nữa. Cho nên các cụ ngày xưa thực hiện nghi lễ phát lộc rất cẩn trọng, nhằm đảm bảo năng lượng thiêng ấy không bị mất đi, không bị biến đổi. Việc tranh cướp lộc hiện nay là một hành vi rất xấu. Cướp lộc làm cho người ta hiểu lệch lạc văn hóa Việt Nam toàn tranh cướp. Chính vì lẽ đó, hãy tự hỏi mình rằng vì sao mình đi chùa